làm phim đã khôi phục lại dựng cảnh cái vườn bạch trà này. Một khu vườn riêng 1.000 hecta cho phim là lúc đấy tôi muốn xỉu luôn rồi. Và nó là đã tốn chúng tôi là 2 tỷ hơn. Các bạn có tin được không là chúng tôi đã phải dùng tới 20 chiếc xe tải để có thể chở hết số lượng đồ đạc đạo cụ cũng như là các cái đồ trang trí. Thì đây là lần đầu tiên thì đi quay phim mình được ở khách sạn 5 sao. Mình bước vô khách sạn này là mình cứ nghĩ là mình đang ở đâu, mình đang ở nước nào á. Tôi đã đặt nhân sự thiết kế trang phục cho họ trong suốt 2 tháng vừa qua. Có rất là nhiều brand thời trang nổi tiếng thế giới như là Zimmermann, Jimmy Choo, Salvatore. Những cái bộ trang phục có giá lên đến gần 300 triệu đồng. Ngay cả tiếp của quần chúng cũng được chọn lựa rất là kỹ càng. My name is Tamara von Steiner. Tôi là một người Mỹ. Rất là nhiều người nước ngoài đóng cái nhân vật đến những nhà sưu tầm cổ vật đã giúp cho cái bầu không khí trong cảnh quay này nó trở nên nó sống động. Cá nhân tôi thì đó là vấn đề thời gian. Một ngày phải là học hỏi từ sáng tới chiều, chiều phải gặp tôi để tôi hướng dẫn cho các bạn trong vài tiếng nữa, tầm có khoảng là tới tối mọi người mới được nghỉ ngơi. Sao để tái hiện được cái cuộc sống của họ một cách chân thực nhất, mang tới những cái trải nghiệm, những cái nhìn chân thực về cái cuộc sống của giới thượng lưu này, thì cái quy mô của nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Và thực sự thì tôi chưa muốn nói, nhưng mà tại vì đã hỏi nên là cũng tạm tính là đến thời điểm này thì con số đã lên đến là gần 2 triệu đô. 2 triệu đô.